Cái chuyện kia kìa Phong. Đâu? Mày. Rồi, lên lên. Đạp đạp nó luôn đi chị Kê ơi. Hay quá. Rồi, go, go xuống. Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào các bạn đến với kênh Anh Bảy Đúng TV. Bữa nay tụi con có đứa nào mà không biết quay clip gì không? Có. Cả team. Ok, tụi con tập trung này, không phải có ý tưởng chứ. Tóm lại cho tụi con quay clip gì thì tụi con quay clip đó rồi. Bữa nay mấy chú cháu mình quay lại cái series được yêu cầu nhiều nhất, đó chính là đi săn bằng ná. Yeah. Ông ơi. Không được. Sao? Bữa nay dự báo thời tiết là UV cao, là UV nó có hại với da. Nên bữa nay mình ở nhà đi ơi. Đi mà công nắng đen da. Trời ơi, da anh trắng quá. Anh sợ đen. Sao không chịu sức kem chống nắng vô để chống lại tia cực tím của mặt trời? Trời ơi, bữa đó Ngọc bán nè, con xin nó không cho. Tao bán mà xin gì, bởi người ta không cho là đúng. Nay cũng tháng 7 rồi, lễ dù chặt luốc ra cà nung. Chuột lắc cung cà na. Chuột gì chuột lắc cung cà na mà. Chuột ơi, mệt quá, khỏi nói đi. Không biết thì em đi mình ơi. Coi bạn nói tôi nghe coi. Tôi cũng không biết luôn. Chị bạn nói gì ta? Thì tôi không biết, tôi mới không nói đó. Không để cho mọi người và các bạn phải chờ lâu nữa, mấy chú cháu mình đi chuẩn bị ná nha. Lên đường. Lên đường. Cô ơi cô, cô biết biết không cô? Nói chuyện rồi. Giá bây giờ giảm rồi, được kiếm một mớ hàng hỏng hay lắm. Nhảy hả mày? Rồi. Lắm rồi. Ông dính luôn. Đâu rồi? Bài chưa kịp nhét viên đạn vô nữa. Ê con cua bông út nghe nó kêu đâu à? Cua bông kêu này nào? Đâu? Kìa chứ bộ nó kìa, mấy con bầy luôn. Các bạn ơi, mới phát hiện bầy gần luôn, để mình bắn nó. Ê, yeah. Gà này gà của người ta nuôi mà, mày bắn người ta quýnh mày chết sao? Quýnh nhiều quýnh, bây giờ thấy bắn đẹp quá, gả con gái cho em luôn á. Ê, tôi nghe ở đây có bà gì mà có đứa con hơi ốm á, 100 mấy ký à. Thôi khỏi quán đi lên. À, mồi ăn kìa không? Để con, ông muốn con nào? Nguyên bầy thiên nga luôn. Phải có ổ chuột hay không? Đây, ổ chuột. Nè các bạn xem mà ngay chỗ đó có ổ chuột nè các bạn. Không biết còn. Thì dạo này ở ngoài đồng nè các bạn xem nè, người ta đã xới đất hết rồi, rồi nước lũ về á, nó xăm sắp. Cho nên mấy con chuột nó không còn làm hang ở ngoài bờ nữa. Gọi lặn luôn rồi. Xuống trời nó không. Mình lặn xuống nước. Ồ lặn luôn rồi. Chuột bay lặn rồi các bạn. Ôi trời nó chạy lên đây đó. Nó xuống rồi. Con chuột, anh Phong run mạnh quá lặn á. Đây nè, cái tổ nè. Mày chỗ cái cây chùm gửi. Thôi bà xuống, nó chạy xuống à. Mày kia nó lên. Nó chạy lên, nó cũng lên cây trở lại hả? Đúng rồi. Con chuột bự đó. Con chó coi nè. Cái gì? Con đưa tay đi. Đưa tay em, đưa tay em. Thì ngày hôm nay đi săn, Hiếu Mập trong vai người cầm ná, Phong Xù trong vai người cầm ná, thầy Nam thì trong vai gì không hiểu luôn. Thấy nãy giờ bẻ được cái cà na ăn thấy gì? Cái cốc hả? Cái gì mà siêu nói đại đi. Con mặc đầu siêu. Nói đi. Tụi bên coi. Gì nó? Có con chuột. Đâu? Kìa. Tụi con chuột đi quen. Ủa, vậy kêu ta êm la làng lên làm gì vậy? Con chuột chứ không phải chim đâu. Con chim nó chim. Lên đi, anh là người chỉ, anh phải leo lên. Dạ, yeah. Đúng rồi. Ở dưới đây anh gung có gì gớt xuống chụp nha. Rồi, để em bắn. Đây là chồng gung. Leo mà nghe cái tẹt mà xuống nha. Để đem theo dạy viên đạn có gì bắn liên thanh đó. Tới kè cái. Đem kè cái đần để kè chủng hành à. Cái cây bự vậy sao leo lên ta? Được hết, leo lên đi. Lại đi, anh đi tập hợp. Chào đấy thằng cuối. Men bùi dân, men cư lưu tàu lao, chen ủ chín đi. Ôi men bùi vậy. Ờ thì ơi, gò chẳng bị. Men bùi dân, men cư lưu tàu lao, ở chín đi. Gò men bùi vậy. Chào. Ờ tôi nghiệp quá. Mới có tí tưởng. Trẻ vậy mà đi sớm.
đi đâu? Tội nghiệp cái đầu mấy con bay á, tao leo cây mà mấy con bay với làm gì vậy? Em đâu có, em kêu tội nghiệp thiệt, mới đi tuổi biết leo cây rồi. Anh Phong mới đi tuổi mà bị leo cây rồi. Chị cái cây lên coi. Ê, cái cây gì sao chọc trượt? Ai có đẹp mía không, anh đỡ tốt đi. Cái cây gì sao chọc trượt? Giống cây mía quá vậy? Bẻ lên. Ăn lại đi. Bẻ ăn thử đi. Thôi. Anh là sao chắc? Để phụ vô, để phụ ha. Con cá này bự quá. Đi vô. Để phụ. Cái này bự quá rồi. Mấy bay làm cái gì tao đợi nãy giờ mỏ giò đó nha. Thôi dọc anh Phong đi. Chọc lên Phong. Làm đi đi. Trời ơi mày quay với đây nè. Anh Phong leo cao lên. Nó bự. Bự không? Nhanh nè. Đi đâu? Trời luôn. Đi đâu Út? Hả? Đi đâu biết đâu hả? Út đi chậm. Út sống chậm hơn tụi con bởi vì Út đi chậm. Anh em lấy cái máy. Các bạn ơi xem kìa, cái ổ chuột này chắc có mấy con luôn á. Bây giờ Phong Xù đang leo lên để chọt chọt đó cho nó chạy ra. Nếu nó chạy ra thì Phong Xù sẽ lấy ná bắn. Đã đi săn chuột bằng ná, sao mà lấy cây mà lấy cái ná mà đặt chuột. Hả? Để trên đây có 100 con á, chứ không phải mấy con đâu. Cái này là đâu? Nguyên gia đình chuột nó nằm ở trong đó nè. Ê, chuột bắn xuống. Nè mấy đứa, xây vòng tròn đi. Anh Phong chọt chọt, nhiều khi nó xuống là mình chụp nó luôn nha. Ê, rồi nó chạy vô bụi tre luôn rồi. Từ. Đã đi sang bằng ná, mà cầm cái cây làm gì á, lấy cái ná đập. Ờ, mình quay không kịp luôn. Rồi, lại lại nữa nè. Có nè. Còn nè, mấy đứa. Ôi, mấy đứa. Ôi, đi nè, mấy đứa thủ chụp nha. Đây, cái cây à. Bắn được không Phong? Để con móc viên đạn qua, trời ơi, cái túi này tới. Trời ơi, con, làm gì nó có chỗ vậy? Đây, ăn, chuẩn bị chụp nè. Muốn. Mấy bè ở dưới chụp cái nha. Im đi. Đừng có đập tao chết tao ngang bay. Bạc muốn chết đâu. Tổ trứng nè. Trời ơi, cái túi này nè. Nè, ngửi anh cắn luôn. Quái kìa. Cái đụng trứng đó kìa. Hồ con chuột bự lắm. Còn một con chuột ca, con chuột đực kìa. Bự lắm, bắn nó đi Phong ơi, thấy không Phong? Con gớt rồi. Con chuột rất là to nha các bạn. Hồi nãy nó gớt xuống một con bự lắm rồi. Dái nè, bá luôn. Vinh. Vinh ơi, lên đi. Một viên rồi, trúng một viên rồi. Viên nó đi, cho xe đậu anh kia rồi. Lúc này chuột nó vô bờ kinh như thế này nó làm ổ nè. Nó xây đầu anh kia là nó kêu anh bắn hụt thì nó xây đầu anh, nó liếc anh á. Trời ơi cái túi quần tao lại chứ móc đạn hoài không được. Cởi quần ra đi. Cởi quần ra tôi bay dưới giờ nó sao được. Công nhận bự ghê quá, dài nữa. Ừ đúng rồi bự thiệt, cái này mới ngon nè. Sao không ngon mày? Cũ mới vậy mới được. Cái gì? Gì ba? Sao vậy? Tao cũng nhận cảnh á, đừng có tay thọt đây tao cũng biết đâu cái cây công công nè. Nè dưới chụp nè, nó bắn dính nè. Rồi bắn không ơi. Con chuột nó đang nằm ở dưới. Vinh. Rồi chết rồi. Vinh đâu? Sao mà nó quéo ở trận này kìa. Chết rồi. Rung đi. Nãy giờ đã hai viên đạn rồi đó. Tiếp đi cứ bắn đi con ơi, đừng rung. Con chuột này nó ăn đạn nhiều lắm rồi nhưng mà hai ba con luôn cái gì á? Không, cái con đó xong đi rồi chọt coi còn nữa không. Thường là một cái tổ như vậy là mấy thế hệ nó nằm trong đó. Ổ bự lắm nha các bạn. Chuột này chuột giấy. Ừ. Chuột cá vậy á, chuột cá này thích mê. Nó 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 Rớt xuống đâu rồi. Nghe kìa. Đừng cho nó xuống đó. Nó đâu rồi. Ôi, qua cái tre rồi. Rồi, nó chạy xuống cái tre rồi. Rồi, con cái tre. Rồi, vô bụi rồi. Nó xuống rồi. Con tưởng nó xuống đâu con ơi. Trời ơi. Già thì chứ. Kêu né ra ăn đập nó đứng hoài. Cá cầm cái cây mà Thầy Nam nhìn nó, mở cây ơi. Con chuột có nhìn đó Thầy Nam nè. Trời ơi thiệt tình. Nó phóng xuống đây mà không đập nó. Con hai con của rồi. Hai con rất là to luôn. Con kia rồi né ra anh em, né ra. Còn không coi kìa anh Phong trọng nó kìa. Ủa nãy bắn đi theo rồi. Ôi, ôi. Đưa. Cá chuột bự. Rồi mất tiêu rồi. Tức quá à. Đã con rồi đó. Con rồi đó. Tức cái ghê luôn. Trời ơi. Con chuột bự không Út ơi? Út ơi. Ba con chuột bự hả? Đúng rồi. Đạp luôn. Sao? Đạp chuột cái mày. Ghê đúng vậy luôn. Đó kìa. Con bự chạy xuống tuôn nè. Quên. Đó nó chạy chụp thiếu bạp. Nhìn chưa? Quên. Rồi, chết nó. Dính rồi. Đi qua đi ơi.
ơi, đây nè, trời ơi, còn nữa nè. Con bự lắm. Quá trời luôn. Ê, nó nhảy xuống ra, nó nhảy xuống. Nhảy, rung, rung. Chết. Con nào nó bự không các bạn? 5 con. Cái tổ chuột 5 con. Mình thấy là thôi. Ê, đây nè. Chết. Ôi. Ôi, có đẻ rồi. Trời ơi, con nào con nấy kìa. Bỏ không? Ổn nha. Chết. Dính không? Trời ơi, trời. Cậu ná đây chị. Em cậu đi mua con à. Khoan. Nếu mà mình quay lên vậy rồi mình gà xuống như vậy thì không kịp các bạn. Rồi con thủ nè. Con thủ ở dưới. Ok. Đa. Thi kẻ là chết. Dinh. Rồi xong. Kìa. Đây, chuột con. Đây, đây luôn. Bắt luôn. Bắt đi. Dạ. Con. Chụp lại coi. Trời. Nó không có chạy rồi đó. Đi ra lỡ dạ. Căng trong mặt. Đập đi. Đấy, nói. Đi ra là không có chạy đó. Rồi. Lại làm chứ. Này không? Ra đi ông rảnh đó cho coi nè. Hết đã rồi. Đừng. Hả? Bỏ con kìa. Con có ghế trên đây nè. Bắn lên thôi. Rồi, dạ. Rồi. Nó đu trên đây nè. Kệ đu đi nè. Ở đâu vậy? Trời ơi. Không thấy luôn á trời. Hay quá Ngọc ơi. Đây con nữa nè các bạn. Trời ơi, 6-7 con chuột bự rồi, chuột lứa nè các bạn. Con thành công rồi, đã dính rồi. Đúng không? Đó, nè. Chơi tiếp. Trời ơi, nãy giờ trên đây bắn được có mấy viên đạn mà nó không chết. Thôi kiếm mâu bự gì bắt. Có còn không? Còn lứa. Cái ổ về quá trời chuột luôn. Trời nó đang nằm trong đó. Ông bà ngoại bà nội đi nhóc luôn. Nó nó nhảy xuống nè. Rồi, nó đi chơi nè. Ngọc, rớt xuống chưa? Chớp. Quê. Ôi ơi, Ngọc chớp chứ. Hồi xưa là đàn ông kiếm ăn cho đàn bà, giờ đàn bà kiếm ăn cho đàn ông luôn rồi. Có khi đảo báo đầu không? Ổ gì không thể tin nổi. Tao phải chết chừng nào nó chống ra tao xuống. Chống mày hết. Thật đại anh Phong, chừng nào có hai cái chùm chôm xuống thôi. Quá trời cái ổ nó bự luôn. Hồi nãy mấy con chuột bự thôi con. Nhiều lắm, có 4 con. Trời không, hồi nãy xảy có 8 9 con á. 6 con, 7 con vậy. Nãy xảy nhiều lắm. Xảy cỡ 5 con chuột bự á. Ok, rớt. Chứ lần lần nữa kìa. Cái ông họ đẻ luôn vậy. Nè, đây là trứng thằng lằn nè các bạn. Hả? Đây là trứng thằng lằn. Ngọc bắt được 3 con đó. Hút nhìn nè. Chuột mập lù luôn. Xuống chặt chè nó hút. Quá trời luôn, con nào cũng nói bự mà. Mà sao mà nhiều con bự nó ở trong đây vậy mà nó không cắn lộn với nhau ha. Chặt chè bắt nữa. Ông ngoại bà ngoại sao đánh lộn được Út. Gia đình phải đoàn kết mà. Đâu có mấy người dân vô ở nữa. Đoàn kết xong à, rồi. Ông ngoại bà ngoại, cha mẹ, rồi ông có ngoại, ông có nội rồi tùm lum hết. Hết rồi. Mình đi cưa đi. Đoàn kết nó lấy chung á. Cua tre là lụm chuột hả? Hết rồi đó Phong ơi. Bữa nay mấy chú cháu mình đi săn bằng ná có điều hơi lạ nha. Giọt xuống rồi chập công về sau bắn được các bạn. Nó tự tin cao nó phóng xuống không à. Nãy giờ nó không có bò ra bên ngoài được con nào hết trơn. Chủ đề là mình đi săn. Đi săn bằng ná nhưng mà chụp bằng tay. Không biết sao nó chạy cái dẹo với cái vui tre luôn. Sao? Nó chạy quen đường đó rồi đó. Thôi các bạn. Nó gớt một cái phịch xuống dưới này. Nó gớt vậy á là nó tỉnh tuồn liền, nó chạy tốc độ vô cái bụi tre đó. Nó biết mấy chấm rồi bắt nó đã chuẩn bị tinh thần để nó chạy bụi tre đó rồi. Nó chạy một cái là tốc độ vô cái bụi tre này các bạn. Nãy giờ vô 4-5 con mới chạy chính xác vô bụi tre đó. Sao con khỉ hai con chụp dính hai con luôn. Hai con bự. Nè tre đâm chóc giò nè mới động được. Ngọc bắt được hai con. Hồi nãy hai con nhỏ nhưng mà vậy là rất là hoàn hảo. Tre đâm cái vậy nè mới bắt không được. Chị Ke luôn muốn một người hoàn hảo. Nhưng mà chị Ke không hoàn hảo. Ờ mấy ông bay nghĩ sao ạ? Anh leo trở lên thọc muốn chết luôn. Bởi dưới đây nghĩ sao để dễ cái chọc con chuột á.
Có còn không anh Phong ơi? Tê tay luôn. Bắt được mấy con hả? Đúng. Điểm ơi, được mấy con? Một. Là một đống. Ôi tức thiệt á. Cái này là cái bộ lục bình nha. Ê, ê, Phong ơi. Dạ. Ở trong đây có tổ chuột nữa nè. Con hổ. Nè nè. Nhóc rồi. Mày xong mày với tao rồi. Nói nãy nó mới kêu chổng á. Cái cặp đâu? À, mình có thể có khi nào mình chọt ở dưới đây mà nó chạy trở lên không ta? Dạ không. Có thể luôn á Phong ơi. Trong đây có cái hang nè. Có hang hả? Có, nó tha ốc vô trong đây nè, trong đây. Nó, nhưng mà ở trong đây sợ nó không có hang đâu. Cái đứa chuột. Ôi, cái chuột ơi. Chết đâu, chết đâu. Cái đứa chuột ơi, nó con chuột. Chụp đi. Mạnh mạnh mạnh. Nãy giờ hiếm được mập hồi nãy nó ở đây nè. Trời ơi, cái đuôi ấy. Trời ơi. Được, được rồi nè, được rồi nè. Đó, ra rồi kìa. Hay quá. Hay quá. Nãy giờ lâu lâu luôn. Hồi nãy nó chạy vô đó một con mà. Đó, được con nữa các bạn. Sao anh chụp nhỏ vậy ta? Tụi xuống tắm chứ. Chụp nhỏ vậy ta. Cái đuôi hàng bị ốm rồi. Tụi hiếm mập xuống đây hốc mỏ tắm. Ai ngờ hiếm mập xuống đây gần gần mấy con chuột. Mọi người cứ suy nghĩ bậy về tôi không à. Lại bữa tre hả? Đã nãy có chuột tôi đó, tôi mới xuống đây đó. Dễ vậy tôi xuống tắm. Khó mà bây giờ Phong xù chọt vô cái bụi tre này để cho chuột nó chạy lên nha các bạn. Ở trong đây có rất là nhiều cái tổ chuột luôn mà nó bịt quá mình không có quay vô trong được. Người nói đây em. Nè mấy đứa mấy trên đi, mấy trên vài đứa đi. Còn này chú. Út qua bên đây. Chờ mấy trên nó ra. Anh em nổi nón vô. Con chọt ở dưới nha, thấp nhất thì thôi. Đến tôm ra là bay đầu đó. Bon. Nó mà hiểm mạnh. Chọt ở dưới thấp nhất đi rồi cho nó chạy lên trên. Nếu mà nó lên cao thì mình sẽ né nó bắn. Nè nè. Thứ nó. Út đi ra ngoài đó, út mới dầm vô á. Ôi mới chạy vô vô rồi. Chạy chạy vô rồi ơi. Chạy xong vô lại rồi. Cái chạy rồi, nó bè ra luôn rồi. Mập nhất. Hiêu mập bè theo rồi. Rồi, chạy rồi. Nghĩ sao chuột chạy gì mà không lẹ lên. Con người chứ không phải con chó đâu mà lẹ làng, có hai chân à. Từ từ, từ từ chuẩn bị có chuột nhỏ nè, hồi nãy chuột nhỏ phải chuột bự. Từ từ, từ từ. Trời ơi, Hiêu mập. Chuột kìa. Thấy không? Đâu? Thấy không ngoại? Dứt dứt. Bắn không? Bắn được đâu. Hiếu mập ở dưới đâu bắn thay chừng không trúng chuột mà trúng con mắt của Hiếu mập. Coi ở trên nha, coi chuột chạy lên. Ơ kìa chuột kìa. Ôi chuột chạy, chuột hai con luôn. Đâu 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 đâu. Kìa kìa. Rồi rồi. Truyền lên hai con rồi, truyền lên hai con rồi. Này nào bắn. Từ 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 từ. Im im thân khí, được rồi thân khí. Kìa 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 các bạn. Ê Phong Xù sao con không bắn đây nè Phong Xù. Con trùng nè các bạn. Đó. Đây nè nó xuống đây nè. Nó xuống đây nè. Nè nè ngay chỗ này trống nè con. Rồi. Nghe đây nè, im đi, im đi. Nè nè nè. Ây da. Cái gì vậy trời? Đâu luôn. Coi 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 coi. Để đi. Coi coi. Nè nè nè, nghe cái lỗ này lên nè. Rồi, trúng rồi, trúng rồi. Sao chạy hoài vậy? Im im, tụi con im đi. Nó chạy xuống rồi, nó chạy xuống. Rồi nó đang chạy xuống. Rồi chạy xuống đây luôn. Ê, chạy qua đây nè. Còn coi cho. Con, tụi con coi con kia kia đi. Coi con kia nha. Con chuột này mình bắn nó nhẹ tay là nó không có chết được nha các bạn. Tức là cái mạnh đạn luôn. Coi như đỏ đâu thà Nam. Còn con kia đâu vậy? Không còn con nữa. Chuyển xuống hết rồi. Nãy chuyển đây rồi nè. Có con chuyển rồi. Anh em nào coi trên đoạn nha. Rồi xì ke bây giờ xuống hỗ trợ với Hiếu Mập luôn này. À, phòng trừ mấy con chuột nó phóng ra ngoài đó nó bè ra đó. Ấy ổ rồi nè. Ơi, nó có cái tổ, nó có cái tổ lá lá trong á. Ừ, ở dưới nước có hàng cá lóc bông kìa. Còn ở trên nha mọi người, mọi người. Chào mọi. Hết hồn. Tưởng chỗ à. Ở trong cái bộ tre này nó không có đào hang được đâu. Ơ chứ, kìa. Đó đó, nó chạy ra ngoài. Cái này nãy này nè. Chạy vô bộ hả? Hiếp rồi con ngoài hết. Đây, kìa. Nó chui nó đây nè. Tao dạ dạ dạ. Sao chừng nó nằm dưới trong đó không ơi? Nó nằm dưới tấm vải đó không? Anh chứ nè, coi bụi dây bá luôn. Ừ, con đạp lên đi. Hello em. Không có. Nãy chui dưới đây mà. Dở lên đây, dở lên. Dở mấy cái tấm nó lên, dở mấy tấm nó lên từ từ thôi. Dở nè. Dở lên đây, dở lên đây. 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 Dở lên đây, d
sao mất hết rồi. Cái đây, nó leo lên. Rồi rồi im đi, để cho phòng thủ bắn. Thấy thấy rồi, phòng thủ thấy rồi. Rồi dính. Ủa sao con bắt con tên? Con tên kìa, con thủ. Con dính chạy kìa. Con tên bắt con dính. Chúng lại, chúng lại, chúng lại. Nè nè nè. Để vô cái lỗ tai nó. Con dính vô, con dưới dính vô. Kìa kìa con dưới dính rồi. Con dính đâu kìa, nhanh. Ủa, bình đây 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 không đúng, em đúng. Em đang trống đang trống hay quá đúng rồi đúng rồi rớt rớt rồi rớt rồi kệ con không bắn nằm giữa nè kìa xong xong rồi chết ơi chết rồi nè không sao lấy nó nằm ở giữa thôi để cho hơn khỉ bắt cho nó đâu nó nằm ở giữa để chị lên trước kìa con sụt chạy lên đó phải không hồi nãy nó chạy vô đây tới hình như 5 con trong đây nè hồi nãy vô bắt được mấy con ở đây rồi mấy con còn hả còn 2 con nữa được không không đâu rồi nó rút vô lại rồi thọt cây đi thọt cây á thọt cây quá chết nó sao nó rút vô được kìa đấy nè rồi rồi đấy từ 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 đâu từ từ chạy bển rồi để thăm một mắt ba kìa đó chạy đâu kìa nó chạy đó kìa qua đâu ủa cái tre này hả kìa cái này có giờ cũng quả xịt một cái là xịt xẻ nó chạy ra liền đâu 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 mình tưới nước chưa nó chạy ra không ta mệt quá trời mệt cái bộ tre này á cái cây nó nhỏ nhỏ mà chằng chịt các bạn thấy không còn không kìa nó còn hả rồi lắm lắm chưa chết trời ơi bắn cái này nhảy vô giỏ à, bắt cái bộ tre này xong cái mấy cháu mình về luôn á quá trời nhiều chuột rồi đâu tạt tạt chi con tạt nó không lên đâu quá hay não rồi kìa không chưa quá nó xuống đất nó xuống đất lên này, lên này. Đó. Chọt vô lấy cây chọt vô. Lên chạy nào. Chạy giữa mày, đi giữa mày. Hả, cây này chọt lắm nè. Đây đây đây. Ui, bọn nó giống thấy. Mày xong rồi với tao. Chạy cây ơi, bắn cho sọt bọn nó chút đi. Nè, chạy nó nè. Mày không chạy, tao cũng chạy luôn. Bắn mà nó rớt ở ngoài này nè, mấy chú cháu mình chụp lại được chứ mà con chuột mình bắn khó luôn. Con vàng thè đôi cánh. Kìa lên lên lên. Ở đây nè. Kìa kìa kìa. Từ từ để cho anh Phong bắn đi con. Trời ơi. Xuống rồi, xuống rồi. Còn đó, còn đó đó. Chọc 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 tiếp, chọc tiếp đi. Lên kìa, lên kìa. Quá trời nó chằng chịt. Xuống đây nè. Đây nè. Đây nè. Nước ơi, nước ơi. Không có được. Trời ơi. Nó đâu rồi? Cái đồ hàng nó vậy. Có đó. Thằng nào nó chơi, thằng nào giúp cái gì. Nè. Ôi Nam tới cái con dưới cái cây nó lần tới đập rồi. Có ăn không? Có ăn nè. Vô đây nè. Tát nước vô, tát nước vô. Tức thì Nam được chứ. Chép tôi với fan. Trời ơi, tao chẹp cái đầu lộn dưới. Đi ra đi. Tại đi mập. Ê kìa kìa. Cái gì? Đúng cái mỏ luôn. Phải không? Đập đi. Đúng rồi. Được rồi. Đừng đừng đừng. Đừng có đập 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 chích người đó. Đập nào à. Ôi, nó lộn vậy hả? Nó lộn vậy ta. Cái chừng máy nó ra đó. Cái kìa kìa. Cái mỏ kìa. Chụp theo. Đập nó luôn đi. Cái mỏ chỗ chưa đâu, chưa cắn á. Lấy cây rộng nó. Nè, dẹt dẹt ra rộng rộng ra cho Hiếu Mập nó chịch. Dính rồi, dính rồi. Dính chưa? Rồi hay quá. Ê, dính mỏ kìa. Hay đó Mập, lấy ra. Trời ơi, hay vậy. Lấy ra. Hay gì quá. Rồi, trời con chuột bự nè các bạn. Núp nè, núp nè, núp nè, núp vô chảo. Nè nè, các bạn xem nè. Nó thêm một con chuột đực nữa nè. Rồi, lại vô vị trí nè. Vô vị trí nè. Rồi rồi tiếp tục đi. Hồi nãy giờ phải trong đây có mùi dẻ chắc quýnh bỏ chạy hết luôn. Hả? Hết hồn. Hồi nãy bắn đó làm chi 150 máu còn có 50 máu à. Nó ngồi xuống nó còn máu rồi. Ôi! Ôi! Trên này! Trên này! Ủa dính trên đây xong nó nằm luôn à. Tôi rớt cái áo mộng. Đâu thấy không? Ờ dính trên đây mà. Dính này, dính này. Tả kia có đụng cái lát rồi, cái lát nặng thấy mò à. Tụi bay ra đi, tao tha hứa cho. Nó ở chồng chị mới tha cho nó, chứ nó ra là đâu khỏi tay hai chị mình đâu. Cái hứa nha, chứ cái hai chị mình đâu. Đậm ngay gọi nhé, quýnh là ăn. Trời ơi, nó nghe thầy Nam biết nhục thầy Nam. Đi chơi cưa cây luôn. Giờ nó khôn rồi các bạn. Nó nằm ở dưới gốc luôn rồi. Mày dưới gốc hả? Cho mày lên núi Bà Đen. Trời ơi, chết luôn nè, vô gốc của mày. Gác không, gác lên, chọc mày mạnh vô. Anh Thân mà làm cái chứ chạy gác luôn. Gác xỉu. Yêu cầu mà có cái cây nào mà chọt được vô gốc. Đó, thấy chưa?
động cái ra liền, thấy chưa? Tránh ra, tránh ra. Mày, mày. Nó đây chuyện lên kìa. Còn tát nước nó coi chừng nó lạnh nó cúm nó té xuống nó ra thì kìa. Rớt rồi. Chạy, chạy nó ra, chạy nó ra. Rồi, để cho nó lên luôn. Bự lắm nha các bạn, đây nè các bạn xem nè. Ê, chọt cái dưới, chọt cái dưới, đừng chọt tên. Rồi, nhảy xuống nó rồi. Đừng chọt cái tên. Chưa để im đi. Đừng. Đây nè Phong. Đây nè Phong. Đây nè, anh nằm ngay cái ổ này nè con. Có kìa. Sao kìa rồi? Ủa, tao chọt chuồng mà sao có chó mà là ẵn ẵn nữa. Hello. Ê, chạy lên kìa. Ở dưới đi, đừng con cứ ở dưới đó đó. Bự đó. Ê, đó, chạy qua kìa. Cậu ơi, đừng có vô, cậu ơi, để tôi bắt cậu. Cậu ơi, đánh được. Nè. Nó tính chạy lên bậc kinh. Đánh lên. Chọt trời. Chọt khắp phía luôn. Rồi. Nó mà chạy qua cái đường của con nó bỏ đó còn là con lụm đó nha. Mày ra lên mày no mày rồi. Thí với Ngọc bóc nó lại là nó ở lại hả? Bé tay bóc nó. Ờ đi vô nè, để giọt không? Gặp con chuột chuột đập là chu cái môi là nó dừng lại à. Đây. Tao đã cháy rồi, đang giọt vô này chứ rồi. Các bạn cứ vợ miền Tây là khỏi lo đồ ăn. Người thấy không? Lụm. Đây nè. Không. Ra qua đồng rồi bắt cá bắt chuột là dữ dằn luôn. Dính chưa? Dính chưa? Chưa bơi. Đây nè nè. Chưa có lụm bơi. Thấy rồi, thấy rồi. Ăn nó thật. Lắm. Gì hả mày? Ờ, nhảy qua đây nè. Nè mày không thấy không? Đúng rồi. Đó. Rồi, xong. Không thể nào mà kém. Té chưa, té chưa? Rồi, nè, rồi nữa. Hay quá Phong ơi. Ngay đầu luôn mà, đừng mà phản tao. Hay. Quá là hay. Nè, xong. Đó, cuối cùng cũng thu phục được con nữa nè. Ủa, sao chỗ này không có viên đạn mà nó có cái lỗ kỳ không? Sao chứ đây? Thằng nó chọn muốn cung kinh mua che luôn. Chờ cái gì vô. Đi chờ nó vui không? Khôn dữ gì trời. Cái này mà có máy cưa là cho mày tắt thở giống luôn. Cái này sao? Có chiếc cô bé. Nè em cần lít xăng à. Đúng rồi hả? Để chế vô giữa bụi hả, đốt cái phật cái bắt đầu phóng ra hết trơn. Báo những cái con nó nằm ở trong đó nữa. Nhiều khi trong đó nó còn mấy con ở trong nữa chứ không phải là mấy cái con ở ngoài chạy vô là xong đâu. Chột chột phóng ra và đất tụi mình phóng với nó không? Mà chỗ nó ra gì? Ra đi mấy bạn ơi, khách tới nhà mà không đón. Người đâu lịch sự hết trơn á, khách tới nhà tới nơi nè. Không có miếng nước nữa đập nhà nè. Chốc chốc chốc. Ai gọi đó? Ra mở cửa đây. Tôi là Kỷ. Tôi là Nam. Không biết trong đây còn mấy con nữa ta. Theo kinh nghiệm của em ăn chuột là em nghĩ là còn 5 con. Sao em biết? Em nó con đại á. Ồ, chết thằng. Ôi, con chuột nó mới rớt xuống nè. Anh Thân làm vậy là chết rồi. Mình tha cho nó đi, cái gì tha được thì tha tụi con ơi. Tha cho nó đi, rồi mai mốt để cho nó gì giống lại rồi mấy chú cháu mình tới đây bắt nữa. Đi. Trời ơi, tắt thở rồi. Trời ơi, không phải nó gì giống. Hộp đi tới đó, tiệt chủng hết luôn rồi. Rồi, đi mấy đứa ơi, đi tiếp đi. Cái đường lộ này nó rất là xa nha. À, ở ngoài đồng lúc này người ta cắt lúa hết, cái người ta xới như thế nè. Nó bờ thì người ta đã xịt thuốc hết rồi. Cho nên con chuột nó không còn ở ngoài đó đâu. Ít lắm, có thì đi chăng nữa thì cái bờ nào bự mới có. Bờ nhỏ thì không có. Không biết sao giờ không có không? Ừ. Nước nó bơm vô đợt hay lên cây á. Đúng rồi, người ta bơm nước vô người ta nhử ba cái lúa lộn rồi lên đó các bạn. Rồi nó mới lên bà kinh như thế này nè, nó đóng ổ. Đây có một tổ mà mấy chú cháu mình bắt được nhiêu đây nè. Bỏ xuống đó đi con. Hơi xà xà chút mới được tại vì nó có nè, màu đỏ. Ông nội nè, bà nội nè, cha nè, mẹ nè. Năm ông ngoại hơi ốm chút. Ông ngoại sớm à. Ba đứa con nè. Tính ra thì mình bắt được 5 con bự. Mấy chú cháu mình tiếp tục đi theo cái con đê này để kiếm ổ chuột nha. Kìa. Cái gì vậy? Con bướm vàng xe đôi cánh. Kêu mập nè. Thấy bóng ra. Bóng dáng ai đẹp xinh cho lòng ta thêm chìm đắm. Áo dài nạn tung bay. Wow. Cái gì ta? Ao sen. Xì kẹo phát hiện. Phát hiện con gì hả? Đâu? Ê con khăn cao. Ê quá bự luôn. Rồi hay quá chị Ke ơi. Chụp chụp đó chị Ke. Chụp đó chụp đó. Chụp đó. Kìa chụp. Dính này.
Còn hay dữ hả? Còn hay dữ hả? Còn ổn chuột cái nghe xào xào. Đúng rồi đấy Vân. Đại ca. Rồi đợt con gắn gáo quá trời bự luôn. Ồ ra kìa các bạn. Nó đang cắn con gì á? Nó thường thường nó lên ổ chuột nó cắn. Nó cắn con chuột cái gì á? Còn con chuột dưới luôn á kiếm ơi. Đây các bạn, một con gắn gáo khá là to. Thì con gắn gáo nó có cái màu như thế này. Nó màu không? Hơi xanh đen nha. Con tưởng nè. Xanh xanh. Con đang đứng nhìn nè. Có thấy cái vỏ con lợi hại không? Nhìn sao xạo. Thì con gắn này nó không có độc nha các bạn. Thịt nó ăn rất là ngon, thịt nó mềm nữa. Đây. Cái này nó mềm nữa. Cái đuôi của nó thì gắn gì còn nhỏ quá. Cái đuôi của nó rất là dài. Nè, cầm cái đuôi ra giúp Út review nó. Đây. Cái đuôi của nó từ cái khúc này, từ khúc này ra tới khúc sau này khoảng 4 tấc các bạn. Tự nhiên nói rồi mà vậy ngắn gáo đó. Thôi. Con này 1 mét á. Con này nó dài cỡ mét luôn á. 2 á. Chị ke vừa đập được. Con đập nó sắp chết rồi, cái nó chui xuống cái này lại kẹp không rồi, xong rồi. Bữa đó con không vậy đâu, bắn ngay đầu gắn tự nhiên cái luồn luồn dây mất tiêu. Con này con gắn được phải không? Phải chơi ngọc. Nếu các bạn đi ra ngoài đồng mà gặp con gắn gáo như thế này thì mình lấy cái ná mình bắn từ cái cần cổ xuống khoảng 5 phân như thế này, bắn ngay tính giữa này là nó sẽ không bò được nha. Ông nói vậy sai rồi, người ta đang đi không lẽ đi vô tiệm mua cái ná về bắn. Xe ke vừa đạp con gắn gáo từ trên đây rớt xuống nha các bạn. Đó. Đập mấy nhạn. Thì nhờ cái con gắn gáo này nó hay tìm những cái ổ chuột như thế này để nó kiếm con chuột ở trong cái ổ đó nó ăn đó. Gì vậy? Nó hồn ba. Tôi tưởng con đâu ra con gắn nữa. Đây có một cái hang chuột cũng nhiều rất là to luôn. Cái hang chuột này rất là nhiều con, tại vì sao? Tại vì ở ngoài này nè, chuột con nó chạy rất là nhiều láng lứt luôn. Đâu ổ chuột đâu? Đó đây, đó, đây đây có một. Đó đây coi cái lần. À cái này là cái ổ bìm bẹp chứ không phải là ổ chuột. Ổ chuột. Ở trên đó có ốc là khờ là ổ bìm bẹp á. Tao chọt coi. Ủa. Ở trên đó có ốc kia không chọt. Thông minh lắm. Chọt kêu ơi. Chọt. Lẹ mày. Không có chuột rồi. Ốc không à? Ốc không thấy chưa? Ổ là ổ bìm bẹp. Chọt. Chọt. Nữa hả? Không có. Ôi, tưởng đâu gắn đâu liên tục chứ. Đây nè các bạn, bẹp bẹp nó ăn những con ốc nó để như thế này, đóng đóng luôn. Con chuột á thì nó không có ăn như thế này nha. Con bẹp bẹp nó cái mỏ nó rất là bén, dài nhọn, nó mới móc cái con ốc ra như thế này. Nếu mà cái con chuột cống nó ăn á thì cái miệng này nó sẽ bể và nó cắn ở bên đây. Ôi, ốc bự kìa. Ốc nè, con nào cũng đó, chắc còn không. Rồi Phong xù sẽ lên chọt cái tổ chuột này. Chọt từ 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 á Phong. Khoan mấy ổi. Cái gì vậy kìa hả? Khép lại Phong ơi. Hả? Khép lại quần cách ra. Rồi tiếp rồi. Cách hả? Ờ. Mấy đứa né né ra ở dưới nè, nhiều khi cái cây của ông Thông rớt xuống nè. Không, cái tổ chuột này có nè, tại vì nó lột cái vỏ tràm ra quá trời luôn. Cẩn thận nè, chuẩn bị nè. Chắc nó chạy qua bên kia quá. Chạy bên kia còn ná bắn hút. Nó rồi. Rồi chạy qua bển luôn rồi các bạn. Trời ơi, chạy quá trời luôn. Bự nữa. Qua bờ bển nè con ơi, bỏ đi con ơi. Có chừng đó. Các bạn từ đó giờ chưa thấy dượng lắc không? Giờ dượng lên cây lắc nè. Các bạn thấy gì không? Nó bởi vậy lễ dù chặt luốt ra cà nung này gì đó. Đó, chuột lắc luôn cà na đây. Nó gắt xuống đó. Lặn luôn rồi. Hai em. Cái vị trí như thế này là Út nghi rồi. Con chuột nó đi đầu trong 12 con giáp rồi, nó thông minh lắm. Thôi không ơi. Rồi đây đó. Đây. Ê. Ai vậy? Trời ơi. Tao em bác sĩ đó.
Ba mất cái thân. Để nó cứu mày thân. Để nó cứu mày thân. Để nó cứu mày thân. Đây là trúc lục bình. Còn ở đây là cây trúc. Đó, trúc này là lỗ trúc nhỏ nha các bạn chứ không phải là trúc lớn. Trúc lớn cây lớn lắm. Đây là cây trải. Bả chứ có gì không? Ba loại này là không gai nha. Cái đó là gì? Cái gì? Ở cái cục má kìa. Cán dài một vậy. Hồi mình nướng có ăn không? Mang nè. Ở đây có mấy mục măng. Để con sắn ra. Nè, cái gì họ đạp. Đây. Đây là cây măng cải để mình thử cây nướng ăn được hay không nha. 2 1. Rồi, mình bẻ 2 mục thôi. Không bẻ nhiều. Không, cái này người ta. Đây là cây trải nha các bạn. Cây trải này nó cũng rất là lớn mà không có gai nha. Rồi, đây có mấy cái võng đã ta. Cầm gắn lục này giùm Út đây. Dính không cậu Nam? Cá mập mập không bự mà. Có cá chốt nè. Bốn con quá trời bự luôn, câu lâu chưa cô Nam? Mới lại hả, câu được 4 con rồi. Còn cần cái làm gì mình lấy câu kéo. Không chung hả? Hồi nãy Ngân Thiếu Mập nó lội ở đây câu dính dưới đất đó thấy không? Mới để xuống. Cái chốt nó bù lại. Có mỡ rồi Thiếu Mập. Cái con câu nó tàn ra cái bây giờ nó lại. Mỗi câu lẩu này là mấy ký lô rồi về hả? Một lẩu này mấy ký hả? Ừ, câu hoài vậy đó. Trời. Cái chốt còn mấy cái mê, cái giò, cái ron. Đã vậy. Nè, coi Út nè. Út xuống cần nè. Ở đây phao dài dữ hết à. Ừ, nó tao đó. Giật. Chưa chưa đâu. Đâu, dễ gì. Ừ, chưa chèm là giật nó dính liền hả? Kìa kìa, giật nó giật. Nó. Thấy chưa? Một con liền. Ôi, chút dính nãy hả? Đó, sao dính nè. Nè, bà Đông mới lượm được con đó nè. Ừ. Nè nè, nè coi nè. Chú ba chưa? Ghi dây á, ghi dây á. Chưa, chấm chèm. Cái chốt rồi phải giống cái gô đâu. Cá mà dưới sông mà là nó ăn ăn. Nó giật nó. Rồi. Tức chứ. Tức xíu. Cái gì chạy đem câu đi câu á. Tụi con đi bắn ná, bắn chuột. Thôi cô Nam ở câu nha. Rồi cô Nam cũng đi nha. Thôi rồi, ở dưới quê mình dễ kiếm đồ ăn lắm nha các bạn. Năm đi. Cứ mà năm đi. Gì kìa? Trời. Dạ. Kẹo trái tim. Đó. Hãy ngăn cái này đem về đựng trứng hết bạn. Xì kìa. Bạo đổ luôn. Nghe là anh. Chú anh may mắn lần sau. Ngọc Ngọc đó nghe nè. Nè, tao Ngọc cái ấu chim nè. Ủa? Về đựng trứng đi. Cái trái tim. Cái ấu chim. Xài đó kêu là cái trái tim chứ mày áo chim. Đó nó kêu là cái trái chim. Trái chim. Tặng tôi chứ. Trái chim. Cái này tôi tặng mà. Đâu có nè anh. Tôi tặng mà cái vỏ sách đi chợ mà nè. Vỏ sách. Có cái nón lá nè đội Ngọc. Cái nón đội chim mát luôn. Đồ tặng toàn đồ độc lạ không à. 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 Hơi kì kì. Hơi ngon ngon. Mà hơi thúi thúi. Mà vẫn ăn ngon. Mà nó hơi mềm mềm mà nó còn hơi chua chua. Có hộp ổi kìa hả? Chắc là lấy ăn xoài hôm qua nè. Cái gì mà sao mày gọi? Con rắn không? Ở có chuột hả? Đâu. Nè nè nè. Ủa, chuột bự vậy? Gùm ơi, gùm ơi, gùm ơi. Ê, ở trời đây có cái tổ chuột các bạn. Ờ, khoan khoan. Ê, từ từ, từ từ, từ từ. Con chuột á. Ủa, con xuống. Ê, ê. Nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Cái này dính nữa. Ê, dính nào. Dạ, coi. Dính nào, dính nào. Bò, bò vô trong, bò vô trong ơi. Con coi, xì ké. Cái ổ này chọt ra, ra một con nữa nè. Cái đầu ra, cái đầu ra. Cái đầu đó. Cái đầu ghê. Ba chạy vô cái đầu của mình. Mình không biết bắn mà mình thấy. Còn anh không biết bắn mà anh không thấy. Ủa, không thấy đâu. Chạy đi. Chạy đi. Chạy ra nè. Em bắn rồi. Mấy đồ đó trời. Tục nó ở dưới, ở dưới. Ở dưới. Chạy rồi, chạy rồi. Rồi. Nó kia, nó chuyện ra ngoài ngoài đó. Thấy rồi. Rồi, 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 coi im đi Hiếu ơi. Đừng rung nữa con. Lát đi rồi rung nữa. Mày xong mày. Chuột này chuột lứa nè, coi chừng cái tổ chuột này nhiều nè. Ê, bỏ vô kìa, lẹ lên. Khiều xuống, khiều con đó xuống đi. Lấy gì nè. Nè, cho mày viên nữa. Rồi, lắm. Rồi, lắm. Khiều xuống, khiều xuống. Để con sống luôn. Còn sống đó nha. Ở dưới kỹ nha. Chập, chập, chập. Ôi, đâm, chạy chạy.
Để coi năm thằng đàn ông để cho Ngọc với con Thí chụp cho coi nè. Mày hả mày? Rồi. Phải gì nhá? Gì hả? Con kia đâu? Tao sẽ lên thu phục cho mày mới được. Tao lên cho. Cái này để là đỡ té, tao lên xuống thu sao? Cố lên nha Heo. Leo cây mà mang dép ông ơi. Bởi vậy mới dễ té ha, mới dễ giảm mỡ. Leo cây không mặc quần ông ơi. Ôi trời ơi. Lần đầu tiên mình thấy nấm kim chi với hai trái chôm chôm. Nấm mà chứ phải là nấm kim chi đâu. Nấm gơm mà. Mày chứ đừng nấm được gà. Nấm gơm. Chị kia ở trên kia nó đang rung ngầu. Đừng có chọn Hiếu, chọn cái lên đó. Nó đang bò qua đây. Nó bò qua chị kia kìa. Nó bò lên nó cắn cái giò chị kia luôn. Dưới kìa. Ở dưới kìa. Trúng đạn rồi, trúng đạn rồi. Đâu rồi. Ở đây 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 nè, đây nè. Đây nè. Đâu bao vị trí rồi. À thấy rồi. Mày lượm xong rồi. Bỏ chết rồi. Hụt luôn. Chết rồi. Đúng là những tài thiện xạ không nha các bạn. Ai con chó nó đang nhảy hip hop kìa. Mấy bông bóng hụt cái nó hip hop kìa. Mấy thằng em có tao hip hop. Gớt chưa. Mấy thằng em tao hip hop. Xong rồi nha các bạn. Nó vướng bà cái dây tờ hồng. Rồi, một con. Chín. Rồi, bụng luôn hai lẩu. Cái nhảy hả? Bắn nè Phong ơi. Thấy. Một chiên. Ồ con chuột này chuột lứa các bạn. Chiên đó chết đó. Nguyên một bầy lứa luôn nè. Mày chạy trong coi, mày chạy ra ngoài nó cứ cánh cây tao bắn lại. Xử con chuột này. Cả hai chọt tiếp nha, tụi con đừng chọt nữa. Thôi. Chập đi Phong, chập đi. Lắc đi. Ô, mày đừng chạy tao. Chập. Thôi bắn nó đi, bắn nó được cái Phong ơi. Chập đi Phong. Ờ chạy coi chập luôn nè. Chập đi. Chập đuôi. Rồi, xong. Dính nè. Gớt nó gớt ra đó. Đập xuống luôn. Cái giò nó cắn tao. Đó. Rồi, đâu rồi. Dính chưa? Tao dính mà. Đúng là hay mập mà. Rồi, đây các bạn. Con ngậm nó luôn cả. Quá trời mập luôn. Con đập dính lại là dành công rồi. Bởi vậy. Đã ghê chưa? Coi nè, chuột lứa, coi chừng còn nữa không ơi. Con coi mé bên cái ổ mé bên đây nè, còn nữa đó. Lấy cây thổi ra Nam. Rồi. Đâu? Thổi ổ hả? Ở lắm hả? Thôi chọc. Ổ bự lắm. Ê, luôn cái ổ ơi, chọc cho cắn Nam. Rồi đó, chọc. Kìa. Đây nè, nó đây. Chuyện kia kìa Phong. Đâu? Chuyện kia. Đây nè, mày. Rồi, lên. Đập nó luôn đi chị kia ơi. Hay quá. Rồi, gớt nó xuống. Rồi, vuột cái đuôi luôn chị kia này thiệt tình. Còn không? Ê, nó trong đó kìa. Đâu? Đâu? Ê, đây nè Phong ơi. Đâu? Đây. Nghe con tay Út kìa. Không có đèn, cho đi đèn coi. Cái đầu kìa. Đâu? Đừng, đừng cái chọc nó, đừng chọc nó Hiếu. Phong xuống bây giờ, đưa đèn. Cho đèn, cho đèn. Nó nhảy xuống cỏ này một cái là nghỉ bắt luôn. Từ từ, để lấy đèn cái mấy cha. Cho đèn quăng với. Lẹ đi anh Phong ơi. Chạy luôn. Lẹ lên. Con chuột lứa. Kìa. Dính đâu? Chưa có bắn đâu dính. Dính đâu? Tao cho nó hết mà dính cái la. Kìa, con chó kìa. Nè. Nè. Làm mừng gì vậy? Ơ, sao nghe thấy nha? Ê, lẹ bắn nè, bắn nó. Dậm xuống cái giò luôn rồi. Ngay đầu rồi đó. Rồi. Rồi con chuyện. Rung xuống đi. Rung xuống. Bóc rồi chứ. Rồi, gót xuống đó. Ôi, thấy cô em. Trời ơi, con xong. Trời ơi, con xong. Trời ơi. Rồi, chạy luôn đi chơi. Ủa rồi. Này nó không chịu đâu mà. Được một con nữa. Trời. Con này hơi đỏ rồi. Tàn quá chuột luôn rồi. Nè. Không, nãy thấy có một chuột lứa. Chọt banh cái ổ nó luôn đi coi còn không không. Ui, con không thiệt. Đâu? Tự không? Ở kìa chơi. Chân. Dính ai? Ôi. Đâu? Ôi. Ra chạy. Cuối cùng bắn 10 viên dính được 1 viên. Thường là mấy cây dù gió như thế này chuột nít ở lắm nha các bạn. Nó chỉ ở những cái cây mà trạm mà rậm rậm như thế đó. Đó, trước mình có cái cây rậm nè. Có mấy cái bụi trầm vậy thôi. Còn dù gió này thì ít. Nếu mà có một hai cây trầm gạm gạp nó nằm trong dù gió này mới có chuột nha. Ủa Nam đâu rồi tụi con? Đi Nam đâu rồi? Đang bẻ cà na rồi. Ê trời ơi. Nó rảnh thiệt, đam mê cà na quá trời ha. Rồi, thành quả của mấy chú cháu mình rồi. Ê,
hả? Ủa gì nơi vậy mà liền gì tùm lum vậy? Đây đúng. Đây các bạn, bữa nay mấy chú cháu mình làm cũng khá là nhiều luôn. Mới hái được mới cà na à? Rảnh chưa? Cà na chua. Nước xuống là có cà na nha các bạn. Cà na chua nha các bạn. Đúng rồi, đậu nếp mà. Rồi. Được mấy con đếm được không? Mấy con bắt lúc đầu bật lù không ạ? Chắc ngậm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 con. 21 con. Mà anh hôm nay đạt được thành tích rất là ok luôn. Rồi người công việc làm đi cho lẹ về nè anh em ơi. Rồi người trên núi, người dưới nước. Em ăn chuột chưa? Dạ. Rồi, cái gì vậy? Quẹo này. Bị gì? Hả? Rồi, chắc con chùa không nổi rồi. Rồi, một số lên rừng, một số xuống biển đi. Ủa, có biển đâu xuống không? Đó, đây. Măng này thì măng trải nha. Một lát mấy chú cháu mình sẽ nướng nó. Hiếu Mộc, trong vai người cắt chuột. Khải Nam, trong vai người lột da. Tôi, trong vai người đứng nhìn. Giỡn chứ hồi mình mổ bụng nha. Muốn nướng chuột là phải cần mấy cây củi cái dày nè, có khi nhiều hơn nữa mới được chín mấy chuột đó. Mình muốn cá mấy tàu ở chú này á thì mình phải cá mấy tàu ở ngoài, còn cá ở trong ruột á thì không được nha. Ôi trời, gì nữa? Đi cái buổi trời mà nãy chưa đốt được than nữa. Thì có 2 phút mà. 2 phút đâu, nãy giờ nửa tiếng đồng hồ đó. Ừ, đi cái buổi luôn. Đã giờ có 2 phút mà lỡ nó cháy từ từ chứ, không lẽ nó cháy như cháy ngày vậy đó. Ủa, chứ biết tôi mỗi lưng mà làm cái vườn hay vậy? Ê, ẩu rồi đó. Ẩu rồi. Nghĩ cái gì mấy ba, tắm nó chảy chuột nước. Nghĩ sao ạ? Chiều nay con đem mớ chuột nhỏ nhỏ về kho găm nhốt. Rồi, nướng một dĩ đó là được rồi. Cái này được một măng chuột rắn luôn. Một măng? Măng chuột rắn này đâu rồi? Một măng. Con bị Phong, con ăn được chuột quá rồi. Ừ. Vậy con ăn con rắn á. Anh bị Phong à? Bệnh hoạn coi nghiệp quá, để em á bắt cho anh vài con ốc nha. Vậy mày ăn ốc rồi mày bắt vài con ốc nè. Ừ. Xuống ngay cái bờ có cỏ á. Con đặt đâu ạ? À? Cái đường đi vô đó hả? Dạ. Hôm nay có đặt không? Dạ không. Mới đặt lần đầu tiên hả? Dạ. Bảy này mua nhiêu tiền cái? Dạ 25. Bán lại Út 30 ngàn đi. Dạ thôi. Hả? Sao kỳ vậy? Sao không mua củ khoai á, đặt cho nó sang. Cái lúc mà lửa còn mạnh á thì mình liền mang vô trước nha các bạn. Vậy đó, nó chín rồi nè. Chị Kha, người ta có câu mọi người ngu gì một người. Mà sao nói giờ có mình anh Thông không ăn được chuột, mà sao ba anh em mình cực khổ gì vậy? Thì mọi người ngu gì một người đó, câu đúng hả? Gì? Đúng rồi. Ờ đúng rồi. Cái mình ngu gì một người đó. Sao của mình nay sạch chứ? Quá đạp quá cho tả luôn. Ôi, quá té một cái quá dốc luôn. Đó, mình bệnh không luôn. Đây nè. Đó. Cuộc sống của mấy anh em rất giản dị nha. Có cơm một cái là xuống sông. Bắt ốc, bắt cá gì lên là có ăn, là làm rất là nhiều món luôn. Nói gì nói chứ ăn ốc chứ không thèm thịt chứ. Có cái gì ăn hoài nó ngán rồi. Có. Cái gì? Cơm. Sao tại không có hải sản đâu đó. Suốt ngày nhắc cơm không à. Nếu mà chán cơm thì thèm phở. Hai bay ngồi đó nằm mơ đi. Rồi có hải sản ăn. Ốc với cá bữa có bữa không mà đòi ăn hải sản. Bây giờ hai chị em sẽ nướng ốc trước nha. Rồi lát nướng thịt sau. Chị Ngọc sắp xếp cho nó đẹp đẹp đi chị Ngọc. Ôi ốc quá trời luôn. Trời nó bự không à. Đây là hành quả của thầy Nam và Sike với Hiếu Mộc nha. Đó, nó sôi là nó chín rồi. Bữa nay lượm được cái dĩ này thấy nướng đẹp không? Mỗi bữa dù cho thôi. Ừ, nóng quá. À, em đừng đi. Thấy ông hoài đi. Em đừng đi. Thấy ông hoài đi. Đi đâu mà đi? Ốc lăn như lượm nó ăn lại đi, đi đâu mà đi? Cẩn thận đó, các dĩ. Em đừng đi. Em phải đi. Đi làm chi? Đi nhà luôn. Không cắt vàng. Hai lần hơn một. Tình không. Nặng chanh chi cho cố chưa? Vậy hút mới đã. Mời các bạn ốc nha. Ê ăn. Mời các bạn làm nha. Mời các bạn ốc nha.
Đó. Bạn làm chuột nha. Ủa, ăn gì ngon vậy Nam? Tôi đang ăn cua Alaska. Ủa, đang ốc mà. Nè, ăn đi. À, khoan lỗi nha. Vậy là cho dữ chưa? Lỗi ta. Đã. Mày, trời ơi. Mấy em ơi, ăn cái này em lịch sự nè. Có lý. Không có rồi. Cái này ăn gì? Cái này nè. Cây phải bự vậy, nạo mới đã. Nó sao nạo cái răng được, hồi ăn còn nạo cái răng đó mà. Gốc nè. Gốc đi. Cao quá. Gốc nhờ mà. Trong thời gian để chuột chín á, mình ăn mấy ốc này cho đỡ lòng nha. Tí nó hơi lạc đệ một chút. Sao? Sao mà đỡ nổi? Rồi. Mà tới tôi nè. Mày đỡ không nổi hồi hết luôn á. Các bạn ơi, trong khi mấy em mình ăn khỉ rồi đẳng. Luôn là người đàn ông lý tưởng. Không phải không? Nên cứ làm cho anh kỹ. Đang sót ruột mà ăn cái này vô sót ruột hơn nữa. Mời các bạn nha. Quá chua. Chua. Khỉ ăn nè khỉ ơi. Mời các bạn nha. Đúng là hai người đau mới tưởng của ngày hôm nay. Quá lý tưởng luôn. Trời nóng. Quên quên gì á? Quên gì? Tính ra mình bắt ốc trên hơn ăn. Mà sao nó giờ mình ăn hả? Đồ ra quên. Anh chỉ. Ủa đẹp trai quá. Chín rồi tụi con ơi, đem đẳng ăn đi. Dạ tụi con ơi. Hồi nãy nướng hai người nè. Cái nướng chín ăn nguyên đám lại. Chứ xin. Sao? Rồi rồi. Ngon ngon. Gấp măng ra. Sao đó? Đó. Đó. Chưa ăn nghe. Đó. Dạ. Đám này là mình thả ra, mình để ăn xuống rồi bu về các bạn ơi. Không có kêu. Đầu tiên mình xé cái rùi nó ra như thế này. Rồi. Mời các bạn nha. Rồi, ăn đi Út. Con rắn nè Út. Đói bụng hết rồi, mời các bạn. Wow. Ăn thịt rắn nè Út. Rồi. Chuột nướng ha. Ngọt, rất là ngọt. Rồi, mọi người quay xuống đây nha. Đây là bàn nhậu hai anh em mình, hai anh em mình đi ăn đám. Phích rượu ghế với hai cái măng và một con chuột nha. Rắn nè, quay rắn nè. Con rắn nó trắng xác luôn. Mời các bạn nha. Cái cây nhang không? Cái này lột da không? Khá giòn. Đâu ăn miếng rắn là rìu rìu được không? Cạo da. Ăn rắn đi Út. Thôi mình sẽ ăn măng nha. Lâu lắm mình chưa ăn măng. Mời các bạn nha. Sao mày không ăn măng đi? Mày phải ăn măng sám hối chứ ăn bảo măng làm gì? Mời các bạn miếng măng nha. Rồi lụm miếng rắn này tới chị. Bữa nay mình lụm được cái dĩ của mấy quạt á. Nướng ăn ngon thiệt. Ngon thiệt. Nướng nó không có khét như bình thường. Mời các bạn ăn rắn nha. Rắn trên thịt thì nó trắng, ngoài da thì nó giòn giòn. Gắn để chùa cho anh thân mà anh Phong ăn hoài ngại thiệt. Thôi. Để em lấy miếng ơi. Dạ. Nè. Kệ. Cảm ơn nha. Đó, sao nữa. Mời các bạn ăn nhấn nướng nha. Thôi mời nè thân. Mời các bạn thịt gắn nha. Mời các bạn nhấn nướng nha. Thịt ngọt kìa. Đúng rồi, mời các bạn nha. Ủa mất tiêu rồi. Ngon ngất. Ngon. Ủa bơi con ăn sao chả lúc biết. Cái kỳ vậy. Đồ ra nó dằn ra cái xèo. Kiểu lâu quá quá thèm. Chuột lâu lâu ăn lại rất là ngon nè. Giòn luôn. Không biết nãy ai nói. Ăn chuột lâu quá ngán rồi. Thôi mấy người ăn con thôi. Xé kìa. Dạ. Cái này mà chấm vô đây là nhất nhát. Ăn cẩn thận nha. Coi chừng viên đạn ở chỗ đó. Nếu nếu ngắn hả? Rồi, không cảm ơn con. Mời các bạn ăn nướng nha. Đúng là một ngày bội thu của mấy chú cháu mình ha. Ăn đại không? Bữa nay không ngờ mình bắt được nhiều chuột vậy luôn. Ăn cái đùi nó Út. Rồi, chuẩn bị Hiếu quay qua nè. Con cứ ăn đi. Út ăn rồi, Út ăn rồi. Con ăn rồi. Nó quay qua nó. Con ăn rồi, con nữa. Út ăn rồi, ăn nữa. Ăn nữa thì con. Gì vậy? Tiếng khóc chào đời. Rồi. Cái gì vậy? Ăn đi, ăn lại đi. Con mời Út mà con bánh phơm đều chết. Vậy nghĩ Út ăn được hả? Ăn ghê quá. Mày mày mắc là còn quay qua một bên nữa. Cái gì vậy Tài? Cái gì? Cái ký không mít á. À, à đúng rồi, hồi nãy ăn mít. Em mà ăn nhiều nhất. Chị mình thôi. Con rắn ráo này mình nướng ăn rất là ngon nha các bạn. Ở cái da nó thì nó giòn giòn, cái thịt nó thì nó mềm mềm, dễ ăn lắm.
Nãy nhảy bộ chục cây đi, tính chụp lụm mấy cây làm gì nè. Cây Út lấy luôn kìa view rồi. Đã có ăn được luôn. Tao ăn được vợ chấm. Bay Út suốt ngày. Chấm phải ba người ta. Ăn có được gì đâu. Ăn có được gì đâu. Kỳ quá kỳ. Măng cải này ăn thấy sao? Nó hơi đắng đắng mà không đắng dữ lắm. Anh như chưa từng được ăn. Tao mấy con chuột mới gì chính tới nó béo. Đây là chị em Châu Phi lần đầu thấy chuột à. Nghĩ sao Châu Phi người da trắng vậy chứ không Mỹ thôi. Mỹ hò. Hồi em chém Châu Phi nè. Người Châu Phi đâu có môi trời vậy. Ngày hôm nay đúng là một ngày bội thu của mấy chú cháu mình nha. Rồi bây giờ cũng tối rồi, mấy chú cháu mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay của mấy chú cháu mình vui, có mang tính giải trí cao, hãy để lại cho mấy chú cháu mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mấy chú cháu mình. Rồi ngay bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Bye bye.